Xin chào các bạn, đã rất lâu rồi thì mình mới order đồ ăn về nhà và quay mukbang cho các bác xem. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn món bánh tráng. Đã rất lâu rồi mình không ăn món bánh tráng nên là mình quyết định là hôm nay mình order cả bánh tráng nướng này, bánh tráng cuộn này và bánh tráng trộn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Thử bánh tráng nướng trước. Tức là từ lúc mà người ta xếp hàng đến ý, là mình đã ngửi thấy cái mùi bánh tráng nướng này nó thơm. Thơm. Nên là mình sẽ thử cái món bánh tráng nướng này đầu tiên. Có vẻ như là sau khi mà nướng xong ấy thì ship đến cho mình thì cái bánh tráng này, cái vỏ bánh tráng nó không còn giòn nữa, hơi dẻo. Cái vỏ bánh tráng này nó hơi bị yếu đi một chút rồi. Ngon, chị ăn không bị ngấy. Này chắc chắn là người ta khi nướng người ta sẽ cho một ít trứng này, ít bò khô, hành lá, ngô và cũng mà chảy một ít nước măng nghe. Có vị của thịt bò khô. Ăn được đấy các bạn. Người ta nghĩ ra nhiều món nhỉ, không thể ra nhạc với sự bánh tráng quá. Quất ở đây thì nó quất là với một ít rau răm, mình thì có rau răm này, cũng thịt bò khô này, xoài và cũng quẹt một lớp manh đây lên. Đây là bánh tráng trộn. Hương vị bánh tráng trộn với cả bánh tráng cuộn nó khá là giống nhau, được các thành phần của nó là giống nhau. Nhưng mà cuộn này này nó rõ cái vị rau răm với cả xoài hơn. Đây là bánh tráng cuộn là thường thôi, còn hồi xưa mình toàn bánh tráng cuộn là bơ á, ngon lắm, nó mềm mà nó béo vị bơ á. Các bạn nên thử bánh tráng cuộn bơ ngon. Cái này thì nó hơi mà trắng trộn một chút. Ăn này nó no chứ. Tâm sự với các bạn một chút về cái kênh mukbang của mình. Cái mukbang của mình ấy, thì mình làm được cái đây là bao lâu nhỉ? Cũng phải 2 năm, không phải hơn 2 năm. Thì ban đầu là mình làm theo trường phái AMA, tức là nó chủ yếu là tập trung hình ảnh của thức ăn và âm thanh của thức ăn. Còn bởi vì là mình rất ít khi nói chuyện trong khi ăn đấy, bởi vì thực ra là mình cũng không có thói quen là vừa ăn vừa nói chuyện. Thứ hai là mình thấy mình nói chuyện nó cũng không được duyên đấy. Thứ ba là như nào nhỉ, chẳng biết nói chuyện gì, nói chung là nó không được tự nhiên, nên là mình mới lựa chọn cái cách là quay AMA. Mà các bạn làm một ba nó không dễ, khó. Đó là em mà cái mình bị quay rất là fail, nghĩa là cái thiết bị quay của mình nó không được lung linh, cách mình design thức ăn lên mâm nó cũng không được chuyên nghiệp, và nhất là cái quả thu âm thanh của mình thì fail kinh khủng khiếp. Lần quay nào gần như các bạn xem clip nào của mình là cũng có tiếng chó sủa hoặc tiếng người nói chuyện, bởi vì cái môi trường quay của mình nó không được đạt được cái tuyệt đối để có thể làm nổi bật rõ lên cái âm thanh khi mà mình ăn. Rất là khó luôn. Chứ mà thật sự là mình làm nhiều clip ăn uống ấy, nhưng mà số lượng xem là khá là ít. Thật sự là như vậy, nên là nhiều khi là mình cũng rất là nản, nhưng mà hiểu sao là mình
mình thích ăn lắm. Mình thích ăn những món ăn của Việt Nam luôn. Lý do mình làm kênh mukbang cũng là vì thế, mình rất thích xem kênh mukbang của bên Hàn Quốc. Nhưng mà thật sự nhá, trong họ ăn cũng rất là ngon đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là đồ ăn của người Việt mình nhá còn ngon hơn nhiều. Thật ra có lẽ là cứ người Việt xem đồ ăn người Việt nó cũng kỳ, nhưng mà thực tế nha, có rất nhiều người nước ngoài họ phải sử dụng đấy. Nhiều cái mukbang nổi tiếng ấy, họ ăn nhiều món cũng lặp đi lặp lại, rồi những đồ ăn nó mang tính là đồ ăn nhanh thôi, không thể đa dạng phong phú và nó ngon như là đồ ăn của Việt Nam mình. Từ khi mà mình làm công ba là mình ăn được nhiều món, mà trước đây là mình không làm cân mình chắc mình đã thấy ý. Ví dụ món gì nhỉ? Ví dụ cái món cái món ăn mình ăn thì nó khá là phổ biến nên khá là nổi tiếng. Nhưng mà ví dụ như món ăn cái bánh xoài, các bạn có biết xoài các bạn biết à, bánh da lợn. Mà tay mình chẳng biết cái món đấy. À cái bánh sắn Phú Thọ các bạn. Còn ăn nữa thì còn ra nhiều món ăn mới nữa. Chẳng nhiều nhiều món này mà nó chẳng đắt lắm ấy. Bạn nghe rõ mình nói là mình từng vừa bị ốm ra đấy, bị viêm họng do bị sốt, nó không phải là Covid nhưng mà trong thời Hà Nội dạo gần đây rất dễ bị ốm. Đồng nghiệp của mình cũng rất nhiều người bị ốm. Thời tiết Hà Nội nó cứ lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa mưa rồi lại nắng gắt lên, xong rồi ở trong phòng điều hòa cực kỳ dễ ốm luôn, nên giọng của mình nó phải nhẹ. Các bạn để ý đã ít khi mình nói lên trên clip của mình, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn đâm vài câu ấy các bạn, giọng mình cũng có hay. Nên đầu tiên mà ăn mình nói này, nó là cũng là khi mà nói ấy, cái sự tương tác ấy, mình sẽ nhiều hơn. Dù mình ăn một ăn ngon nhá, nhiều khi là mình không biết thể hiện như nào, hoặc là đồ ăn nó dở chỗ nào mình không phân tích kỹ được, mà mình chỉ phải đánh cái subtitle ấy, mặc dù mình rất là lười làm cái đấy luôn. Nếu mà quay với EMA thì rất khó để thể hiện được điều đấy. Ô thế còn sang những bộ quan cơ EMA nước ngoài họ cũng diễn đạt tốt đấy chứ nhỉ? Mình quay mình cũng thấy cảm thấy họ ăn ngon. Một cái mà các bạn có thể thấy ở kênh của mình thì là mình ăn thường nó mình không không ăn được nhiều. Ví dụ các bộ quan cơ ở nước ngoài họ ăn nhiều, mâm họ bày lên trước mặt bạn nó đầy đủ luôn, mình không ăn được nhiều ạ, mình ăn thì dễ no, sau đó là mình nó sẽ béo nữa. Mà thực ra là ăn nhiều ấy, nó cũng mình nghĩ là nó cũng không tốt sức khỏe. Nhưng mà các bạn thấy là cái độ hy sinh của mình với kênh nó cũng chưa là lớn lắm. Sự như là quả trứng. Trong món bánh bánh tráng trộn thì cái này là chất đạm mà nổi trội nhất. Lại thì nó có thịt bò khô với một ít mùi tôm á. Ăn để no rồi nha. Ăn chơi thì mình no đấy. Món bánh trắng này ở trong Hồ Chí Minh nó đa dạng nữa các bạn. Thật ra là mình chỉ muốn order cái này. Mà nó trộn hơi nhiều. Thôi mình sẽ cố gắng hết. Nói chung là tất cả các kênh của mình ấy, các clip của mình ăn ấy, mình đều cố gắng ăn hết.
Và phí thức ăn mình cứ thấy nó có tội nhà các bạn. Bao nhiêu người đang có ăn ăn, mình được ăn thì mình lại bỏ bữa thức ăn, không tốt. Nên là gần như là mình cũng sẽ cố gắng ăn, hoặc là mình sẽ ước chừng cái khả năng ăn của mình để mình mua sao cho nó không bị bỏ bữa. Hơn 2 năm làm kênh nhưng mà như kênh của mình cũng chẳng phát triển được là mấy. Không chắc thì mình làm thôi. Đâu phải ai cứ làm cái gì là đều thành công hết đâu. Nhưng mà nhìn một người khác ăn ngon mình cũng thấy thích. Cảm thấy hạnh phúc. Ăn là một sự hạnh phúc. Nhất là mình lại sống tại Việt Nam nơi mà quá nhiều món ăn tươi ngon mà lại rẻ. Lâu mình bị tê chân lắm. Bạn nghe tiếng chó sủa đấy, đấy 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 chó sủa. Đây là mấy con chó hàng xóm nhà mình, một người bạn thân thích của kênh. Cái này người ta nướng hơi bị cháy vậy, mình hơi bị cháy. Đi chân quá. Sự tê chân quá à. Mười sáu phút rồi anh em hết. Mình quay lại cũng hơi lâu rồi các bạn, tiếp là hơi bị dài lan man. Thế là tạm thời mình sẽ tạm thời nên tạm thời là mình sẽ chào tạm biệt các bạn và ngồi dần dần để ăn hết chỗ này. À quên, lần này là mình order đồ ăn ở Baemin. Đầu tiên mình sử dụng ứng dụng Baemin để order đồ ăn. Baemin nó có mấy cái icon rất là dễ thương rồi. Các bạn đã bao giờ nghe cái bài hát là Ánh trăng đón hộ làm tôi chưa? Đúng không? Một cái sự marketing rất là thông minh ấy. Nếu các bạn nào muốn thử trải nghiệm Baemin thì các bạn có thể tải đường link bên dưới để cài đặt app. Coi như đấy là một cách để ủng hộ kênh của mình. Ok, thế còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Con chó nhà bên vẫn đang sủa các bạn ạ. Bye bye.